Có chuyện gì vậy mọi người? Vẫn là tôi. Và chào mừng trở lại với một tập khác từ Game 3. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét những điều tuyệt vời. Thực sự, một chiếc áo blazer siêu ngầu trong các trò chơi được thành lập gần đây là Sabao Game. Tôi muốn cảm ơn bạn trò chơi viện trợ châu Á, Zaki Cup là đội không gian mạng cho cơ hội tuyệt vời này. Các bạn có thể thử trò chơi NFTC bằng cách tham gia vào các sự kiện của họ và kiếm được tổng phần thưởng là 5 gói không gian mạng và lên đến 2.500. Chỉ còn một ngày nữa nên các bạn nhanh lên. Tôi sẽ đặt liên kết đến các mô tả. Bây giờ chúng ta hãy vào ngay trò chơi. Rất tốt, ngay bây giờ tôi đang ở giao diện chính của trò chơi thử nghiệm Sabao Enfu và nó trông thực sự tuyệt vời. Cực kỳ tuyệt, vì tôi là một fan hâm mộ của kiểu sống tương lai này, đặc biệt là đối với bóng đá. Vì vậy, nếu bạn đã quen thuộc với dự án, Sabao là một đội bóng tương lai. Một trò chơi dựa trên trống, nơi người dùng có thể thu thập và tạo thành một nhóm Sabao và đối mặt lại. Tất cả các đội trực tuyến miêu tả và tiếng quan thoại gần Sabao trong hệ sinh thái Sabao. Ban đầu là trò chơi, chúng tôi đã ra mắt trên Benizi với kế hoạch ngay lập tức để ra mắt trên Solana, ngay khi sẵn sàng để tạo ra một môi trường chơi game trụi mốc. Trò chơi thực sự có một người ủng hộ khá tốt và nhiều anh chàng chơi game thép. Hậu thuẫn bao gồm cả Game Fason, một bạn chơi game, chàng trai chơi game giỏi, thật trớ trêu là trò chơi. Chúng tôi có một cơ sở người dùng cực kỳ lớn, ngay từ đầu. Vì thế, đó chỉ là thông tin tổng thể về các dự án. Bây giờ chúng ta đi đến bộ sưu tập Sakerlock của tôi. Chúng tôi vào đây. Vì vậy đây là toàn bộ đội hình khối bên của tôi. Cái này trông thực sự tuyệt vời phải không? Siêu ngầu. Mỗi khối bên ở đây thực sự độc đáo. Và tôi yêu nó, vì vậy một chút thông tin. Tôi nên nói với bạn về hệ thống nhân vật này ở đây. Vì vậy có tới 5 nước khác nhau, từ mặt đất đến huyền thoại, với việc xác định xếp hạng kỹ năng bắt đầu, như tiềm năng thô tiếp theo. Đây là phạm 6 tổng thể của một trong những kỹ năng. Vì vậy bằng kỹ năng như bạn có thể thấy ở đây, một khối bên với một nửa khoảng 6 kỹ năng xử lý bóng đá. Vượt qua nghiền nát, vụ xả súng và thể chất. Ngôi sao của kỹ năng cũng phụ thuộc vào dấu vết khác nhau. Như bạn có thể thấy ở đây, mặc dù trong cùng một lớp bạch kim, mỗi người trong số họ có vẻ ngoài độc đáo của riêng họ. Với hai cái này khác nhau trong ngôi sao, bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng và xem toàn bộ ngôi sao kỹ năng, chủ và dấu vết của mỗi khối bên. Tôi sẽ không nói dối, mỗi người máy ở đây trông thực sự tuyệt vời và hấp dẫn tôi để thiết kế trò chơi này. Một đỉnh cao tôi nghĩ. Đội Dev đã thực sự dành rất nhiều công việc và nỗ lực trong việc thiết kế những nhân vật này. Vì vậy đó là một số hiểu biết cơ bản của tôi về Sakerlock. Vậy ngay bây giờ, bạn phải chọn 3 chụp để tham gia triển lãm. Vì vậy khuyên bạn nên đến với những người có ngôi sao vượt trội. Ở một số khía cạnh khác nhau, thích cái này. Anh ấy có một ngôi sao thực sự cao về kỹ năng, bắn súng. Cái này họ có, anh ấy có ngôi sao xử lý rất tốt. Vì vậy tôi đã chọn 3 trong số họ. Khi bạn hoàn thành, hãy tham gia ngay vào trò chơi. Vì vậy chúng tôi trở lại sảnh chính và đi triển lãm. Vì vậy ngay bây giờ chúng tôi chỉ có chế độ triển lãm. Nó thực sự là trận đấu PCB thông thường, nơi bạn có thể chiến đấu với tất cả người chơi và cũng là thu nhập chính của trò chơi. Vì vậy hiểu cơ chế trò chơi quan trọng hơn đối với thu nhập chính của bạn. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy chờ đợi tất cả các cầu thủ. Họ có một phần của hệ thống phù hợp. Bạn có thể gặp tất cả người chơi có tổng thể tương tự. Xếp hạng như vậy, bạn không cần phải lo lắng về việc gặp ai đó rằng bạn phải mạnh mẽ hơn bạn. Có thể cho là. Và bạn có thể nhìn thoáng qua về đội các đội khác. Và ngay bây giờ, bạn có 50 giây để chọn chiến lược của mình. Bạn có thể tấn công mạnh mẽ hơn hoặc phòng thủ hơn. Chiến lược tùy thuộc vào bạn. Tôi ước đó là phòng ngự trong hiệp 1. Hy vọng kẻ thù trở thành một ngôi sao. Và sẽ có 60 sự kiện. Và đây là cái đầu tiên. Ngay bây giờ, tôi có sự kiện quan trọng đầu tiên song song về thể chất. Vì vậy trò chơi này thực sự về các cuộc thi giữa các vì sao. Chúng tôi đang cạnh tranh trên ngôi sao của Sakerlock. Vì vậy sự kiện quan trọng đầu tiên là về thể chất. Vì vậy chúng ta cần chọn những người có khả năng thể chất cao nhất có thể. Để cạnh tranh với những người khác, bạn có thể nhìn vào những người khác, kẻ thù và tìm kiếm ngôi sao về thể chất. Vì vậy ngay bây giờ tôi sẽ chọn cái này và cái cuối cùng.
Vì vậy tôi có thể có cơ hội cao hơn để giành chiến thắng. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ngay trận đấu đầu tiên. Vâng vâng. Tấn công vào chiến thắng và đi. Đó là chàng trai của tôi. Và đây là kết quả của sự kiện đầu tiên. Bây giờ chúng ta hãy đi cho các phụ xả súng. Vậy ngay bây giờ, tôi sẽ không chọn hai người này vì họ bị hành hung. Vì vậy ngôi sao đã bị hư hại rất nhiều. Vì vậy tôi sẽ chọn cái này. Họ đã solo nên cần bất cứ thứ gì. Và ngay bây giờ, ngôi sao của tôi cao hơn cái này. Rất nhiều, vì vậy tôi thực sự tự tin rằng mình có thể giành được chiến thắng này. Vì vậy hãy sẵn sàng, tôi không cần hai sức mạnh chiến thuật. Vâng. Không. Đó là những gì một an toàn tốt. Bây giờ tiếp theo một lần vượt qua song song và vượt qua. Ồ không, tất cả của tôi. Các cộng sự của chúng tôi, vì vậy tôi cần sử dụng một số sức mạnh tắc ti. Tôi nghĩ tôi có thể đánh bại họ. An toàn hoàn hảo trước khi an toàn tự động nếu cần. Tôi nghĩ rằng tôi đi để phòng thủ. Vì vậy những người đó không thể có cơ hội quay lại với tôi. Chờ đợi những gì chúng tôi có nó trong. Vì vậy sau này tôi có thể chọn một cuộc tấn công. Xúc phạm. Tôi sẽ quay lại với tất cả chúng về thể chất và xử lý. Vì vậy thể chất tôi đã cho bạn cái này và cái này. Họ có ngôi sao khá thấp nên tôi nghĩ mình có thể giành chiến thắng này. Tôi không cần bất kỳ sức mạnh xúc giác nào. Vâng, tôi nghĩ đây thực sự là năng lượng tuyệt vời xanh lá cây. Vì vậy đội của bạn sẽ không nhận được tất cả các diễn viên này mỗi vòng. Sẵn sàng. Chúng ta hãy tấn công vào cánh. Điểm 21 đây là kết quả của van chìa khóa bây giờ. Đi sâu lâu thể chất và duy băng. Vâng, tôi phải chọn cái này. Ồ, tôi không thể thực hiện bất kỳ sức mạnh chiến thuật nào trong trận đấu này. Tôi nghĩ những người chơi khác đã sử dụng một số thẻ ảnh hưởng đến điều này. Nhưng tôi nghĩ nó dễ dàng cho tôi ngay bây giờ. Trò chơi trông thực sự thú vị phải không? Tôi không nghĩ sau lần chơi đầu tiên, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thích trò chơi này, bởi vì tôi không kiểm soát được bất cứ điều gì. Nhưng khi bạn biết cách chơi, và bạn có thể chơi nó một cách chiến lược hơn. Tôi nghĩ bây giờ nó thực sự vui vẻ đi 3-1. Vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục các trận đấu này. Và bây giờ tôi đã thắng trong các trận chiến. Tôi có điểm số 4-1 tất cả các trận đấu gần như các trận đấu. Và tôi có thể nhận được một số CBT và một ngọn giáo. Và chỉ để tăng cấp độ chủ của tôi. Machisi vừa nắm bắt được năng lượng của cây. Vì vậy bạn có thể có khoảng như rất nhiều Machisi. Trong ngày của bạn, thị trấn vui chơi sẽ diễn ra khoảng 3 giờ một ngày. Đó là tất cả về video hôm nay. Đó là một trải nghiệm chơi game thú vị. Tôi nghĩ các bạn nên thử trò chơi một lần để trải nghiệm bản thân về trò chơi. Nó có thể hơi bối rối ở lần chơi đầu tiên, nhưng họ đã lớn lên trên tôi mọi lúc để thành thật. Vì vậy sau thử nghiệm này tôi nghĩ tàu điện ngầm thực sự là một trong những tiềm năng dự án chơi game, nên tôi có lối chơi khá hay. Khả năng thích ứng siêu ngầu mà tôi nghĩ có thể có giá trị trong tương lai. Nhiều người ủng hộ mạnh mẽ và chơi game đi sau. Vì vậy tôi sẽ đưa dự án này vào danh sách theo dõi của mình và cân nhắc việc đảm bảo sâu hơn về trò chơi này. Vậy các bạn nghĩ thế nào về lối chơi mạng? Tôi có nên làm một video khác xem xét dự án này không?
để lại bình luận bên dưới để cho chúng tôi biết lại. Tôi là Ellie từ Game 3 và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.